Đây là Vạn Huê Lầu ở đường Trần Phú, 22D trên 1 Trần Phú, thành phố Đà Lạt. Đây là buổi trưa ngày 30 tháng 7. Ông bà Bơ Bè Bin Bông và bác Huyền, bác, chú Cậu Đức đang ăn trưa. Đây là cái món rền, rền dứ gì đấy? Củ rền. Đây là đoàn vừa mới đi thác Pren, sáng thì đi Trúc Lâm thiền tự. Ông có vẻ trông không khoái lắm. Sao biết? Nghe nhạc hiệu đoàn chương trình. Bên trong là kiểu như dán rồi đấy mớ. Bỏng ấy mà, đậu phụ. Đậu phụ trứng đấy bé. Trứng đấy. Ngon lắm. Cái này bé ăn được đấy. Bé ăn nhá.